Kính chào quý khán giả của Sài Gòn TV đến với Điểm tin trong tuần với Nguyễn Khắc Hanh và Lê Bích Trâm. Chương trình điểm qua một số thông tin thời sự, đồng thời trình bày quan điểm từ các chuyên gia quốc tế, phát trộn và ý kiến cá nhân. Nguyễn Khắc Hanh xin kính chào quý khán giả của Sài Gòn TV. Mở đầu hôm nay vẫn là một cái bản tin của Việt Nam, đó là việc chủ tịch nhà nước nói về luật biểu tình cũng bị kiểm duyệt. Thưa quý vị, báo chí Việt Nam sửa lại tít và xóa các chữ mà đề cập đến việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói là cần luật biểu tình chỉ một thời gian ngắn sau khi bài được đăng. Vào sáng ngày 19 tháng 6, 2018 vừa qua, thì các bản tin được đăng trên các trang web chính thức của các tờ báo ở trong nước cho hay là ông Trần Đại Quang đồng ý là Việt Nam cần luật biểu tình khi mà ông gặp gỡ các cử tri ở Sài Gòn và nhận được kiến nghị của họ về sự cần thiết phải có luật này, cũng như là những ý kiến xoay quanh các vấn đề của đất nước bao gồm luật an ninh mạng, luật đặc khu, vấn đề chống tham nhũng, vân vân. Chủ tịch nước nói là ông sẽ báo cáo Quốc hội về nội dung này, tức là việc mà người dân muốn Quốc hội phải thông qua luật biểu tình, và bản thân Chủ tịch nước Trần Đại Quang thì cũng đồng ý với nguyện vọng này của người dân. Và lời phát biểu của ông Quang đã được nhiều những trang báo sử dụng làm tít bài. Tuy nhiên thì không lâu sau khi mà đăng tin thì các báo đã thay đổi tít và xóa các câu nói về luật biểu tình, khiến cho dư luận mạng xã hội bình luận một cách châm biếm là đến các phát ngôn của Chủ tịch nhà nước mà cũng bị kiểm duyệt và xóa bỏ. Nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo, một người mà vẫn thường lên tiếng ủng hộ cho tiến bộ xã hội ở Việt Nam, nói là khó có thể biết rõ liệu ông Quang đã tự kiểm duyệt hay là có một người hay là một tập thể ở cấp cao hơn đã kiểm duyệt ông. Ông Tạo nói là lực lượng bên tuyên giáo thường hay can thiệp sang báo chí, nhất là cái này nói đến biểu tình. Ở một chế độ độc tài thì việc biểu tình là chuyện nhạy cảm, vì Đảng Cộng sản không muốn người dân thực hiện biểu tình để bày tỏ ý kiến ngược lại với chính quyền. Và thưa quý vị, Quốc hội Việt Nam chúng ta biết là lần đầu đề cập đến việc soạn thảo luật biểu tình vào năm 2011. Và từ đó đến giờ thì mặc dù nhiều lần đại biểu Quốc hội chất vấn chính phủ, chưa bao giờ một dự luật như vậy đã được giới thiệu và được bàn thảo. Và trong thời gian hơn 7 năm qua thì có nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra ở Việt Nam khi mà người dân phản đối Trung Cộng xâm phạm ở biển Việt Nam năm 2014, hay là gần đây nhất để mà chống lại hai dự luật đặc khu và an ninh mạng thì qua cuộc tổng biểu tình đầu tháng 6 năm nay. Theo lời của tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển, đưa ý kiến là cần có luật biểu tình để mà luật hóa cách thức tổ chức biểu tình, làm sao cho đảm bảo nguyện vọng người dân bày tỏ ý kiến, đảm bảo trật tự an ninh, tránh những trường hợp tự phát có tính chất bạo động. Vâng, quả thật là việc mà Cộng sản Việt Nam dây dưa, ngâm tôm luật biểu tình đã đưa Việt Nam vào tình trạng dầu sôi lửa bỏng. Đây là theo ý kiến của một số giới phân tích. Chúng ta nhớ lại là thời ông Trương Tấn Sang làm chủ tịch nước thì trước những cuộc biểu tình sôi sục của người dân chống lại việc Trung Cộng đem giàn khoan vào Biển Đông thì ông Sang lên tiếng trước giới truyền thông là quyền bày tỏ lòng yêu nước của người dân là quyền thiêng liêng. Nói như vậy nhưng mà hôm sau khi mà người dân đi biểu tình chống Trung Cộng thì vẫn bị đàn áp và nhiều người bị bắt bớ, giam cầm. Và mới đây hôm 10 tháng 6 ở tại Việt Nam, chúng ta biết là bùng phát cuộc tổng biểu tình trên nhiều tỉnh thành để mà phản đối luật đặc khu cũng như là luật an ninh mạng. Thì qua đến hôm 17 tháng 6 thì tại Sài Gòn, lực lượng an ninh đã dàn trải dày đặc để mà dùng bạo lực bắt bớ người dân và ngăn chặn biểu tình có thể nổ ra. Thì nhiều người tham gia các cuộc tuần hành và biểu tình ở Việt Nam nói là họ thấy rõ tình huống rất là trông chênh. Khi mà không có luật về biểu tình thì nhân viên công lực dễ lạm dụng tình huống để mà quá đà trong việc trấn áp mà không sợ bị trừng phạt. Còn người biểu tình là thể hiện lòng yêu nước một cách chính đáng, nhưng mà vì không có luật cho nên họ vẫn là bị ghép là những người biểu tình không hợp pháp, cho nên họ không được tổ chức và được huấn luyện những cái điều cần thiết như là phải hành xử như thế nào trong những tình huống cố tình bị khiêu khích khi mà những thế lực thuộc phe gọi là người lạ cho cài cắm người, trà trộn để mà tạo kích động, để mà phe người Việt đập lẫn nhau, tạo hình ảnh xấu, làm phương hại tới mục đích cũng như là ý nghĩa của cuộc biểu tình. Và vì bạo động thì sẽ là cái cớ để mà chính quyền mạnh tay trấn áp. Thì thưa quý vị và thưa anh Khắc Hanh, ý kiến cho là luật biểu tình ở Việt Nam cần được sớm ban hành là vì chắc chắn một điều, đó là hiện nay dân chúng mặc dù bị cấm tụ tập, bị cấm biểu tình nhưng mà họ không cam tâm ngồi yên khi mà vận nước đang đến hồi dầu sôi lửa bỏng như hiện nay. Như là những người tham gia hôm 10 tháng 6 vừa qua thì nói là
thà làm phản động còn hơn là làm kẻ bán nước. Thì lòng dân đã quá rõ, hễ mà còn hiểm họa Hán hóa thì người dân sẽ còn xuống đường dài dài. Và quyền được bày tỏ lòng yêu nước của người dân chẳng những là thiêng liêng, mà đó là một quyền mà phải được pháp luật bảo vệ tại bất kỳ quốc gia có chủ quyền độc lập nào. Và những thế lực nào mà ngăn chặn lòng người dân yêu nước thì những kẻ đó đã lộ rõ là dã tâm bán nước. Và nếu như Quốc hội Cộng sản kỳ này bỏ phiếu thông qua luật đặc khu kinh tế với thời hạn thuê đất, cho dù là 70 hay 99 năm cũng vậy, thì lịch sử Việt Nam sẽ ghi rõ là Quốc hội Cộng sản Việt Nam kỳ này là một quốc hội bán nước. Và như người biểu tình họ đã dương cao biểu ngữ khẳng định là không cho Trung Cộng thuê đất dù chỉ một ngày. Vì như giới chuyên gia kinh tế trong nước đã chỉ rõ là việc này không đem lại lợi ích kinh tế cho Việt Nam, mà chỉ giúp Trung Cộng di dân ồ ạt qua để mà làm tổ tại ba địa điểm trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Và từ đó thì Trung Cộng sẽ lan tỏa giấc mộng bành trướng, chiếm đất giành dân, đồng hóa và biến người Việt thành nô lệ ngay trên quê hương Việt Nam mà không cần nổ một phát súng. Thì anh Khắc Hành nghĩ sao về những cái diễn biến này, cũng như là việc phát biểu của Chủ tịch nước Việt Nam xung quanh luật biểu tình mà cũng bị kiểm duyệt, thưa anh? Vâng, người ta nhớ vào cái đầu năm 2016 đó, lúc mà Quốc hội sửa soạn, Quốc hội Cộng sản Việt Nam nó sửa soạn họp với khóa đầu năm, thì có một chuyện xảy ra là ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp lúc bấy giờ là ông Hà Hùng Cường mới nộp một cái đệ trình, một cái báo cáo cho Quốc hội và yêu cầu Quốc hội là rút lại cái luật, dự luật mà về biểu tình, đừng có để nó vào trong cái nghị trình của Quốc hội và đừng có xem xét nó. Cái việc làm của ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp hồi bấy giờ đã gặp một rất là nhiều cái nhân viên, cái thành viên ở trong Quốc hội Cộng sản Việt Nam chống đối. Chẳng hạn như ngay cả cái ông gọi là chủ tịch Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đó, thì ông có nói rằng là cái quyền mà đi biểu tình của người dân là cái quyền cơ bản mà nó đã được Đảng đề ra từ những năm 1945. Mà sao cứ lần nữa là trì hoãn mà cho tới tận bây giờ đem ra thì lại trì hoãn nữa là sao? Thế bây giờ muốn trì hoãn nó tới bao giờ? Cái ông này thì ông nói mạnh miệng như vậy, nhưng mà rốt cuộc Quốc hội cũng bỏ, cũng không có như chúng ta thấy cho tới giờ này luật biểu tình cũng chưa có. Thành ra chúng ta qua việc đó chúng ta thấy cái gì? Có lẽ là những cái luật biểu tình nó cũng chỉ là một cái hình thức mà Cộng sản đề cập tới như là ta ra vẻ dân chủ thôi, chứ thực sự là họ không bao giờ họ muốn thông qua nó. Một năm 1945 cho tới giờ cũng vậy, vì chắc chắn là tương lai cũng vậy. Mà chắc chắn thì cái thời nào ông nào Cộng sản thì cũng cứ là Cộng sản. Họ không bao giờ họ muốn đưa một cái vũ khí đấu tranh cho người dân, chống lại chính quyền, chống lại Đảng một cách lợi hại như thế đâu. Mà chúng ta phải nhớ mà hồi đó, lúc đó, vào cái thời đó, ông Nguyễn Tấn Dũng là chính là cái người mạnh miệng mà ủng hộ cái luật gọi là về biểu tình dữ nhất. Mà cái tuyên bố của ông thì lại được báo chí đăng rõ ràng. Thành ra người ta đưa tới một cái chuyện rất là khó hiểu. Thủ tướng thì ủng hộ cái luật dự luật biểu tình, mà tại sao cái ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp là một cái người trong chính phủ của ông thôi mà lại là rút lại? Thành ra người ta đưa tới cái chuyện người ta nói rằng là chắc là ông Dũng cũng chỉ là tuyên bố cho nó màu mè, cho nó lấy lòng người dân thôi, chứ ông ấy, thứ nhất là ông chắc là Bộ Chính trị cũng chả đồng ý, và cái thứ hai nữa là thế nào rồi cũng lại cho đàn em nó rút lại. Chứ như đã nói thì cái luật biểu tình nó quá nguy hiểm đối với chế độ đi, thành ra chắc cũng không ai mà muốn cả. Mà chúng ta lại thấy một điều lạ là cái như đã nói là cái tuy rằng là ông Dũng đó, ông phát biểu về ủng hộ cái luật biểu tình, và rồi chúng ta lại thấy ông có nhiều cái phát biểu nó còn quan trọng hơn nữa. Nổi ông có một cái phát biểu nổi tiếng là chỉ trích Trung Quốc, là cho qua cái câu nói là ông không muốn đánh đổi chủ quyền quốc gia lấy một cái tình hữu nghị viễn vông. Thì những cái tuyên bố đó rất là có hại. Thế mà nhưng mà hồi đó báo chí không ai dám cắt, không ai dám gọi là bịt miệng ông cả, tại vì lúc đó thần thế của ông dữ quá, Bộ Chính trị cũng phải kiêng nể. Hôm nay đây ông Chủ tịch Trần Đại Quang cũng lại nói một cái câu như vậy, chắc là cũng chỉ màu mè thôi chứ cũng chả có thật tâm gì đâu. Mà rồi chúng ta lại thấy ông Thồng một cái câu nói rằng là tuy là ông đồng tình với cái quyền gọi là đòi hỏi quyền biểu tình của người dân, nhưng mà ông Thồng một cái câu ông nói rằng là rồi ông sẽ báo cáo với Quốc hội.
Thì có nghĩa là ông muốn nói rằng tôi thì tôi đồng ý đấy, nhưng mà tôi không phải là người quyết định. Thế nhưng mà thấy rõ ràng là cái tuyên bố nó có vẻ như kín đáo và vô thưởng vô hại như thế, vô thưởng vô phạt như thế mà cũng bị cắt cái rụp. Cái điều đó nhiều người nói rằng nó giải thích được ba cái lý do. Thứ nhất là Cộng sản không muốn nói tới cái chuyện biểu tình lúc này. Cái thứ hai là cái ông chủ tịch Trần Đại Quang kém thế quá, thất thế lắm rồi, thành ra là bộ tuyên giáo của Võ Văn Thưởng chả coi ra gì, cắt ngay là muốn cắt là cắt. Và cái thứ ba là cái sự mà cắt mà không kiêng nể kiểu đó có thể là giống như một cái sự tố cáo là ông chủ tịch đang phạm một sai lầm nghiêm trọng. Bởi vì như Bích Trâm vừa mới kể, cái tình hình hiện nay đó đối với chính quyền Cộng sản người ta coi là một cái tình hình dầu sôi lửa bỏng. Cái cuộc biểu tình gọi là rầm rộ nhất của lịch sử chống đối thẳng chế độ thì nó mới vừa cắt đây mới hơn tuần, mà làm cho chế độ rất là lo sợ. Và rồi tuần vừa rồi thì đã phải tung hết lực lượng công an ra để mà trấn áp, để mà ngăn ngừa biểu tình trong một cái không khí nó sôi sục. Cái luật mà lén lút thông qua được rồi là cái luật an ninh mạng, thì bây giờ người dân cũng sôi sục, người ta gọi là đều đòi xem xét lại. Còn cái luật mà bị chống đối, bị trì hoãn thì giờ người ta cũng lại kêu gào rồi đòi tiêu hủy nó đi. Thì trong một cái hoàn cảnh như thế mà bây giờ một cái lời kêu gọi một giống như là một sự đồng tình với cái quyền biểu tình của người dân, của ông chủ tịch, thì rõ ràng đó là một cái sự cổ võ rất là nguy hiểm và mạnh mẽ đối với chế độ. Nhưng mà chắc chắn rằng là dù là ông có tuyên bố ủng hộ hay không thì chắc người dân Việt Nam cũng chả có tin tưởng hão huyền là cái luật dự luật về biểu tình sẽ được thông qua thôi đâu. Cho nên giờ này đây họ chẳng cần là có cái luật hay không có luật biểu tình, nhưng mà họ vẫn cứ biết một điều là phải kêu gọi nhau, nhất định phải chống đối cho tới kỳ cùng, nếu bởi vì đây là hai cái dự luật mà nó ghê gớm quá, nó có thể đưa tới cái sự nô lệ hóa của Việt Nam đối với Trung Quốc. Ngày xưa nếu như mà lơ là trong cái chuyện Formosa đó, để rồi Formosa trở thành coi như là không thành công, thì rốt cuộc thì cũng chỉ 4 tỉnh miền Trung sống với một cái nhà máy mà nó sẵn sàng nó gây ra ô nhiễm đe dọa với sức khỏe của họ thôi. Chứ còn bây giờ nếu như mà buông xuôi bỏ cuộc lơ là thì có thể là hai cái dự luật này nó sẽ đưa tới cái chuyện mà coi như là cả dân tộc bị coi như là có thể là xảy ra một cái sự nô lệ giống như lịch sử nó bắt đầu nó xảy ra lại. Tuy nhiên hiện nay có một cái nhiều vài cái ý kiến người ta cho rằng là nhiều khi cái sự hiểm họa nó đến mức cùng cực thì nó lại là chính là cái chỗ lúc mà cái cơ hội nó nảy ra. Bởi vì khi mà người dân bị dồn tới đường cùng, họ không còn nhìn thấy một cái lối thoát nào nữa, thì có lẽ là đã đến lúc họ phải tự đứng dậy, vùng dậy để mà tự cứu, giành lại tự do cho mình. Thì cũng giống đây là một cái quy luật mà Cộng sản hay rêu rao thôi, ở nơi nào mà có áp bức thì chắc chắn ở đó phải có đấu tranh. Sau đây kính mời quý vị theo dõi những thông tin của những cơ sở bảo trận cho Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát.